Quá chó sủa. Bánh. Bánh. Đây mình được cả nhà. Đây. Cùng cao cả nhà. Đó, đó, đó. Bò bay rồi. Sớt cái đầu. Ê con cỏ đây nè. Hai nhạc ở đây. Tầm hai nhạc nha. Lụm được, lụm được. Ơi, con ra coi. Ơi. Đâu. Từ từ thôi đừng gấp, con này nó dạng. Ông bắn. Viên đầu trúng rồi. Tôi thấy là như là nó muốn cái họng trúng sao. Trúng rồi bay hết nổi. Tại nó mất cái giữ con đó là nó gì.
Có giỡn mặt với tôi đâu. Tại à, ông thấy nó giỡn mặt rõ ràng không? Đúng. Theo lý đó là người ta phải bay đi. Người ta bỏ, người ta chạy. Còn đúng. Bay lại nó đưa cái ức mình nè. Đúng. Cái mình ao nhay. Nè, tội nè. Em anh bay chạy cứu nè. Đấm mình bẹp cả nhà. Đây mình bẹp cả nhà. Ồ, kẻ cổ bẻ đầu ông ơi. Đây. Vô nồi, vô nồi. Ồ, tiếp tục cả nhà. Đánh nhanh rút gọn, làm clip chứ nhanh. Trúng. Trúng. Giang Long. Cũng ra gì bên này nọ lắm chứ. Giang Long nè. Ừ, để lại review cho cả nhà xem. Nè Long nè. Giang Long lưng, Long lưng trên á. Kia thì nó lạng bên đây, còn con này bắn bên đây thì nó lạng bên kia. Mà tôi nói ông cái đúng không? Cái đúng, thế đó là phải nó nhóm lên nó bay về trước mới được chứ. Này nó giật đầu lại nó bay ngược lại ui. Vãi cái trưởng thì chết. Nó dính cái đầu rồi nó. Ở đây có nguồn nó nứt. Mới lặn hả? Ok. Lội, nó lội hay gì. Rồi. Đi qua đi tới. Nhìn vòng đó đó. Đẹp cả nhà. Dạ. Dạ. Thằng dưa. Dạ. Rồi, thấy nó ói không? Nè. Dạ. Dạ. Thôi, tiếp tục cả nhà ơi. Thì hình thù của bạn tướng lại nói chung là như ăn trộm. Bị ngáo thì tình chứ. Ê. U què họ gì bắn hụt luôn. U.
trúng rồi. Viên nó trúng rồi. Trúng rồi, trúng rồi, trúng rồi. Đây nó đâu kìa. Bay là rồi. Đáp rồi, đáp, đáp rồi. Đáp rồi, đáp rồi, đáp rồi. Đáp xuống nước rồi. Về. Yeah. Tôi đang kiếm thế bắn nó. Đang kiếm thế bắn nó nè. Lặn ra ngoài đây rồi, lặn ra ngoài đây rồi. Nó đầu lên tôi nã cho nó viên liền. Ừ, nó mới lội ra nè. Mập luôn cả nhà ơi. Đây. Còn cao cả nhà. Đó, đó, đó. Sao mà đó được. Rồi tiếp tục cả nhà ơi. Rồi trả xuống ta mới tiếp tục được. Hay quá Tân ơi. Hay quá Tân ơi. Ok ok. Thằng Tấn lại đang lụm giùm mình con chích cả nhà. Hôm nay đầy qua đầy đỏ Tấn lại bữa. Ồ, bự chứ hả? Rồi, cảm ơn bạn Tuấn lại luôn nha. Ok. Bạn cái em tôi cứ bóp cái này. Rồi, rồi, rồi. Đây, chết ré cả nhà. Chết ré nó nhỏ hơn chết cổ một miếng. Nói chung là... Không có chết cổ. Vậy hả? Nói chung là quá ok cả nhà. Hay quá Tần Dây Đen ơi. Tần Dây Đen quá đỉnh quá cả nhà. Rồi, tiếp tục cả nhà ơi. Hiện tại là có nguyên bầy vịt trời đây nghe cả nhà. Thằng Dây Đen lội đây thì là bắn được rồi. Nói chung là lội ra cũng hơi mệt thì chắc bắn hụt đó. Thôi cả nhà đâu xem Dây Đen. Cả nhà, cả nhà thấy vịt trời không cả nhà? Thì mình đang lội dưới bụi cỏ đang là nó lội lại bắn chắc cả nhà. Đó bắn hai vòng bốn. Quá dài. Quay qua đây.
dưới. Trời, bắn... từ từ lấy phan bắn như súng vậy trời. Nó con bự đâu. Thôi về em. Tôi nói thiệt. Dài cho bắn. Tức gì đâu thiệt. Buồn làm chế mới. Những bài xử lý như thế này mà thầy bảo con bắn như con cà. Con mẹ nó khôn mà lúc cái mỏ không mà tôi thấy. Trúng rồi. Trúng rồi. Trúng rồi. Thích cái mình. Còn con nữa đâu. Canh cái đầu mới được chứ canh cái mình đâu có được. Mất tiêu rồi, mất tiêu hết trơn. Quá chó sủa. Bánh. Bánh. Ê. Nó như cái thùng phi vậy. Bánh ít. Ủa con này con máy hả? Con máy là đậu vậy phải không? Con máy nữa mà như con máy con chuyển hàng. Nha. Ok lắm, bánh ít. Bánh cả nhà. Cuối cùng thì cũng hàng đó rồi mọi người. Cuối cùng. Gì? Mẹ ơi con là đùa hả? Mẹ ơi. Bít cả nhà. Rồi tiếp tục cả nhà. Rồi giờ về giờ luôn. Nói chung là hai anh em giờ về thì gặp gì vắng đó không biết có được pha nào không? Thì không được pha nào, nói chung là vắng hụt không á cả nhà. Bỏ vô hành lý rồi. Bỏ anh đổ không đổ cho anh em xem luôn đây. Đây này. Luôn gì nữa, vậy này còn sáng không? Ừ. Qua đây bắn gì đâu. Qua đây thì vậy à. Đó. Cũng cái gì bên này nọ lắm chứ. Con chích. Con còng cọc. Hai người biệt. Con còng nặng rồi. Ôm bi con vịt trời. Nè vịt trời. Vịt trời. Vịt trời đen. Nói chơi với anh em con này con còng cọc nha. Anh em đừng có tin người ta cái người ta nói vịt trời nha. Anh em cảm ơn bắn. Vậy này con cá thò lòi. Cá thò lòi không có quay cho anh em xem. Còn mấy đất nữa. Con cò trắng đang bay thì bắn sớt lông à. Đó, giờ bỏ bịch. Bỏ bịch. Vô. Lụm lúa, lụm lúa. Vô. Cái thao lòi đó xình không ta? Không. Vô. Vô. Nói chung là bỏ bịp riêng cả nhà. Tại vì nó hôi. Nếu mà chích. Bỏ chung là mấy con này nó hôi luôn. Chích nó mập ghê luôn. Ừ. Ức cản thần thiên địa. Đang bắn đầu với cổ không à anh em. Con này cũng tới 100g á. Ừ. Con này bỏ đi. Con này giờ chứ không tới đâu. Thôi, giờ lên đường về không biết được ai nào không. Ở nhà đón xem nha.